Thôi, câu 41. He entered a university. Chọn cái đi các bạn. He entered a university. Rồi, chọn câu nào đây? Bạn Cushin chọn 41B. Bạn Fanbot chọn 41A. Ai nữa nào? Tiếp tục nào. Bạn DI chọn 41B. Bạn Diễm Ngọc chọn 41B. Wow, vậy là 3 trên 4 bạn chọn câu B. Khoan, làm sao các bạn có thể chọn cô B được vậy? Để đọc thử cô B xem. Dịch nghĩa cô B nha. 16 years là 16 năm và age là tuổi. Anh ấy vào trường đại học, enter là vào nha các bạn. Anh ấy vào trường đại học khi 16 năm là tuổi của anh ấy. Phép thuật Winx and Chantix. Winx and Chantix có thể giải nghĩa cho tôi câu này không? Khi 16 năm là tuổi của anh ấy. What? Sao các bạn có thể chọn một cái đáp án khác được mà. Các bạn đâu có nhất thiết là phải chọn cái đáp án mà nó khắc não nhất trong bốn cái đáp án như thế này. Đấy. Các bạn có thể chọn A, C, D mà. Tại sao các bạn không chọn một cái khác mà các bạn phải chọn cái câu mà 16 năm là tuổi của anh, 16 năm là tuổi của anh ấy. Rồi, câu nào? Câu A hả? Lại câu A, dịch câu A nè. Dịch câu A nè, các bạn dịch đi. Dịch nè, khi anh ấy đã có 16 năm. Câu A với câu B là hai câu vô cực các bạn ạ. À. Câu A với câu B là hai câu vô cực. Làm sao các bạn có thể chọn câu A với câu B được? Câu A với câu B là câu vô cực các bạn ơi. Nè, khi anh ấy có 16 năm. Có 16 năm cái gì? Rồi, còn câu B là khi 16 năm là tuổi anh ấy. Rất là vô lý. Chọn câu gì mọi người? Chọn câu at the age of 16. Chọn câu C cho Quỳnh nha. Vào năm 16 tuổi. Trời ơi, một vòng trời đất, cô ngồi đây, em ngồi kia, sao chọn tùm lum. Rồi, at the age of cộng với lại cái số tuổi của mình, number vào nha các bạn, tức là vào năm bao nhiêu tuổi nha các bạn. University là trường đại học. University at the age of 16 là vào năm 16 tuổi các bạn. Câu D không có nghĩa các bạn ạ. À. Câu D là at age vào tuổi 16 năm. Vào tuổi 16 tuổi. Rồi, câu D nó còn rồng rắn lên mây nữa. Dịch sát nghĩa câu D nè. Vào cái tuổi, age là tuổi, 16 years old là 16 tuổi. Câu D là vào cái tuổi 16 tuổi. ABD là rồng rắn lên mây. ABD là rồng rắn lên mây bà con ơi. Có câu C thôi. At the age of 16. At the age of 16 nhé. Thế thì các bạn đang bao nhiêu tuổi nào? Ví dụ như là vào năm bao nhiêu tuổi đó. Ok, ví dụ như là I study English at the age of bao nhiêu đó thì các bạn cộng trực tiếp cái tuổi của mình vào nhá. Ok, rồi. Nghe trầm cảm luôn. Rồi câu số 42 nha các bạn. Câu số 42 nè. Rồi Quỳnh giảng có nhanh quá không mọi người? Ổn đúng không các bạn? Câu số 42 nha. Chỗ nào không hiểu thì các bạn hỏi lại nha. Vào cái tuổi 16 tuổi. Phan Vũ Như chọn câu 42B. Anti-Covid chọn câu 42B. Đặt cái nick gì mà chất lượng vậy em? Phay tan thì chọn 42D. Hơi nhanh rồi hả? Chạy chậm lại một tí nha. Huy đây nè, chọn 42D. Như vậy là có hai người chọn câu B và hai người chọn câu D. Đáp án chính xác là câu 50-50 đó các bạn. Câu B là câu trả lời chính xác nha. Bạn nào chọn câu B là chính xác rồi đó. He doesn't have many friends. Câu B nha các bạn. Rồi chúng ta không dùng chữ feel được. Tại vì sao mọi người? Nếu mà feel mà cộng với lại danh từ sẽ mang nghĩa là feel mà cộng với lại danh từ đếm được nha các bạn thì sẽ mang nghĩa là hầu như không có nha. Hầu như không có, chúng ta không dùng trong trường hợp này nha. Cái feel á, mà cộng trực tiếp vào với danh từ thì nó sẽ mang nghĩa là hầu như không có. Rồi. Much, các bạn much, chúng ta không chọn much được. Tại sao các bạn? Tại vì much sẽ đi với lại danh từ không đếm được nha mọi người. Nhưng mà trong đây các bạn thấy chữ friends có s không? Danh từ mà có s ở đây nó sẽ đếm được. Friends là những người bạn đếm được. He doesn't have chữ much cộng với lại danh từ không đếm được cho nên mình không chọn câu này. Mình chọn many, có nghĩa là nhiều. Anh ấy không có nhiều bạn. He doesn't have many friends.
He doesn't have many friends. So, do you have many friends? Các bạn có nhiều bạn bè không? Các bạn đặt câu trả lời thử nha. Ví dụ như là yes, I have many friends. Tôi có rất là nhiều bạn bè. Còn nếu mà chúng ta không có nhiều bạn bè lắm thì chúng ta sẽ nói là no, I don't have many friends. Rồi các bạn thử trả lời câu hỏi này cho Quỳnh để mình nhớ công thức này nha. So, do you have many friends? Các bạn trả lời đi. Do you have many friends? Các bạn có nhiều bạn bè thì các bạn trả lời câu này. Các bạn không có nhiều bạn bè thì các bạn trả lời câu này. Rồi, do you have many friends? Các bạn trả lời nguyên câu nha.